À, bữa nào coi tôi lên trên này tôi mua vài cái nhà để đây cho mấy cô lên giữ nha. Sharp left onto Old Dominion Drive. Mua cô Sáu cho cô, mấy cô nào ghi danh đi lên đi giữ à. Giống như đường lên Đà Lạt mộng mơ. Continue on Old Dominion Drive for 2 miles. Mấy nhà này tương lai tao cho là cái gì? Tao điều khiển hút gió thì tương lai tao cho đó. Đó. Mình cho lại đa khoảng 1 triệu, 2 triệu, 2 chút. Nó cho mà bác tài xế nó cho lại qua đây là bác Phật tử chứ chủ xe bác Phật tử nên ta cho mình cho lại khoảng 1 triệu, 2 triệu đô à. Đó, cái nhà trên này nè, cái nhà kia không nhà vậy đó, chừng 1 triệu, 2 triệu đô Phật tử ơi, rẻ lắm. Nghe cảnh lên đèo của Đà Lạt, chiều nay Phật tử cho đi thác nước. Rồi chúng ta đi coi những cái khu vực mà nó thật sự là nhà cao. Tại vì ở trên là cái gì mà trên đồi, cái biển thì lại là cao, tiền giá thì rất cao, so với Việt Nam ta thì lại khác. Nên ở trên đồi thì giá nhà rất là rẻ, gần biển nó rẻ, mà đây gần biển thì thôi, gần sông. Cái rừng còn nhiều quá không? Nhiều quá. Mày gọi chính phủ mà. Dạ, yeah, dạ. Yeah. In a quarter mile, you will arrive at your destination. You have arrived. Để mình mua chút cho mình có vé khỏi hả? Không. Hello. Hello. Have a good time. Thank you. Ông ta tiền tài xế ngon. Ừ. 35 đồng á. Một xe đó. Dạ. Yeah. 35 đô la một xe. Đâu?
Quay về là bỏ nó lại chứ không có sống. Không có sống nhưng mà về bỏ nó lại sao? Quay là được rồi đây. Quay là được rồi. Mấy cái nhà nãy trên đường vô đây đó, tương lai ta bỏ đó, mình có mình kiếm cái để dành. Dạ, người ta bỏ đó, mình ghi danh trước, người ta bỏ đó, mình... Chừng nào con mua trúng lót, con mua hẹn cái. Mỗi đứa cái. Trước nó bỏ, ta bỏ cho mà mình cho, ta lại hết những tiểu hay tiểu vậy đó. Thank you.
đây. Cười lên, cười lên. Thôi. Để chặt nước rồi. Cô đã có chụp hình, cô lấy cái mặt kia, cô chỗ khác, ở chỗ khác. Cô chụp cái quay. Chỗ khác người ta cho tôi quay nè. Đây cái cô đưa mặt, cô đưa lưng không nè. Rồi chỗ khác nữa, cho ta chụp hình nữa, cô chụp hình cô quay. Cái cảnh đẹp đó, nhất của mình cô. Cái lỗi đó lỗi tại mình, tại đây. Chụp quá trời đó, chụp mình là cái tôi chụp ba đó. Tôi ngồi cục đá nè.
mấy bà chụp mỹ thuật, không có mỹ thuật cái nè. Chụp mỹ thuật là chụp đi nè. Ta đứng ta canh, ta đưa ta chụp cái đó nó bự bự cho nó về bắt trước theo cho nó. Nó ả nó bỏ nó ra bỏ bỏ ra là mỹ thuật. Rửa bát mỹ thuật. Mãn nguyện rồi hen. Biết là nó bao xa không cô Đào? Chú Huy, cái nãy biết nó từ bao đâu chạy về đây không? Ngoài ngoài sông Chichibec. Dạ. Có từ trên núi nó từ nhiều sách tới West Virginia nó xuống nữa này. Nhưng mà cái chiều chạy dài làm sao không? Nó chạy xa lắm, nó cái nguồn nó trên cao lắm. Đó phải đứng cái đỉnh đó đó. Dầm nữa. Nó chạy qua đi xi rồi lên cho con sông cho tôi mắc chứ. Nó ra biển luôn. Ủa gì à? Cá mà bơi rồi không chịu mà té mà chết nhiều, chết ở đây chết nhiều người lắm. Rồi thôi.